Ok, hello, xin chào các bác nha. Chào các bác đã quay trở lại với anh em mình. Và ngày hôm nay đang trên cái đường anh em mình đang đi chơi thì gặp các em nhỏ ở đây đang chơi quay này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không? Đây là một trò chơi dân gian của trên miền Tây Bắc anh em chúng tôi. Và đây, chúng ta đã quay trở lại với bác Việt. Đấy, hôm nay sẽ hai anh em đang đi chơi thì vòng qua thấy các trẻ em đấy đang chơi rất là vui. Vào cũng xin phép chơi cùng. À, vào lại cho chơi cùng nhá. Đấy, chia thành hai đội. Một đội bên kia là đội bên đấy Trí này. Đây, vạch đây là vạch đánh này. Ui, xa này làm sao mà đánh được. Tránh ra nhá. Úi trời. Đấy, ở trên bản anh em chúng tôi ấy thì thật sự thì mạng internet thì cũng có, nhưng mà cái thú vui về mạng internet thì thật sự là đối với anh em đồng bào người dân tộc ở trên này thì cũng rất là ít khi chơi những cái trò chơi như là Free Fire hay là những cái game trên mạng internet chủ yếu đây. Hôm nay là ngày chủ nhật thì các anh em ở đây rất là đông, mọi người tập trung ở ngay cái sân bóng này. Bình thường đây là sân đá bóng nhưng hôm nay trời nó mưa nên là nó như cái ruộng vậy. Đây, đấy, tôi nói qua về luật một chút là sẽ có Chí ba góc này. Đây là người Chí này. Đấy, các bác nhìn không? Ôi, cạch. Hết chưa? Hết chưa? Sẽ Chí một lần ở đây, một lần ở đây và một lần bên này. Đó, theo ba nấc, mỗi người có một quan. Đấy, cái trò chơi này nó được gọi là trò chơi dân gian của anh em trên dân tộc miền núi nhé. Đấy, bình thường thì đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái con quay các bác nha. Con này khá là nhỏ thôi. Đấy. Ôi. Đấy, đây ở đây thì chủ yếu toàn các em học sinh rất là nhỏ, tầm học lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 7, lớp 8. Tâm trông em nhá, không tí nó lại. Đấy, bây giờ là ở tít xa kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ui hù. Chia thành hai đội, mỗi đội có khoảng tầm 5 đến 7 người. Đấy. Như một số bác thì ở dưới miền xuôi ấy thì chắc là chưa bao giờ được nhìn xem cái cảnh trò chơi của người anh em dân tộc miền núi. Thì đây thì cũng như nãy tôi đã giới thiệu là cũng không có mạng internet. Mạng internet thì thật sự nó cũng không phủ được khắp ở trên địa bàn của anh em chúng tôi. Đấy, thế nên là ngoài những cái trò chơi như đánh quay này thì ở trên miền núi này còn có một trò chơi nữa là ui. Trò này nói chung là nếu mà các bác nào mà không biết chơi rất là khó chơi cả. Mình sẽ sử dụng một cái que này. Đây, cái que này. Que và một con quay được đẽo rất là cẩn thận và một cái sợi dây dài chừng khoảng tầm 2 mét 2 mét rưỡi tùy về lực tay của từng người. Đấy, khi tham gia thì sẽ có một đội Trí và một đội đánh. Đấy, nhìn thấy không? Ngoài chờ đợi lâu lắm rồi mới qua lại chơi trò này nên là nó không được ok lắm.
Đây, hôm nay gọi là tìm lại ký ức tuổi thơ. Rất là vui các bạn. Khiếp chợ. Đấy. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đây. 6, 7 người. Mang em mượn phát nào, em đánh thử phát. Đây bây giờ tôi bây giờ bị chí chứ không phải là bị bị chí à? Chí này. Chạm bánh cà. Chí ở dưới này mấy lần? 3 lần. Thế là chỉ có 2 nấc, 1 nấc đây, 1 nấc bên kia thôi ạ? 3 nấc. Đấy, hôm nay anh em chúng tôi đi chơi thử cái kiếm tuổi thơ đúng không ạ? Chí tiếp ạ? Nhìn tôi đánh phát này kiểu gì cũng trúng này. Hơi khó đánh đấy, không phải dễ đâu. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà chơi cái trò này là phải để ý nhá. Đấy, chứ không là người này lại đánh vào đít người kia đấy. Thôi, ok. Cuộc vui nào cũng phải tàn đúng không? Thôi, hôm nay tôi anh em tôi xin phép dừng cái video này tại đây. Xin chào tất cả các bác nhé. Các bác thấy hay nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình. Hôm nay anh em mình sẽ làm một cái clip nó hay hơn. Thì đang trong cái quá trình mà anh em mình đi dàn dựng cái clip đấy thì bắt gặp các trẻ em ở đấy đang chơi. Thì mình vào quay một chút cho các bác xem và các bác biết cái trò chơi mà anh em ở trên bản hay chơi. Đấy, chứ không phải như là một số anh em ở dưới miền xuôi là suốt ngày chỉ có chơi điện thoại hoặc là chơi điện tử đó nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá.